Kim trang này là cái gì? Không có dòng họ là cái gì? Không có. Ở dưới đất kèo lên nè. Không có cha mẹ. Mà tại sao hồi hôm là nói vậy? Nó đọc liền à. Ở tại đấy vậy thì nó nói luôn. Có ông nội nữa, bây giờ ông nội ở nhà rồi. Thôi cô xuống đi cô được. Cái đây là con nói thật lòng với con luôn. Nếu mà giả sử như bây giờ ba cái gì con á thì con vẫn là như vậy. Con không có nói, con không nói dối lòng con được. Thì có bao nhiêu người ở đây luôn á là con nói thật cái lòng con là như vậy. Bước ra đi. Thôi như là hứa, bước ra đi kìa. Bước ra đi kìa đây. Quần áo ra quần lại. Bước ra. Rồi cái chuyện thỉ hôn hay không thỉ hôn tính sao? Bước ra. Đúng không? Bà chỉ nói con về thôi. Đây đứng dậy. Không thỉ hôn thì tính sao? Đúng không? Bước dậy đi nha. Để giờ con chở xe rồi. Chở xe đâu. Con chở ý không đâu. Bà nói cũng có hai. Xuống đây xuống đây là bà kêu xuống ra. Xuống hết gia đình mình xuống nói chuyện đi. Cầm giỏ đâu. Giỏ đâu lại lấy đây. Đây không phải đồ anh Minh đâu. Ba lô nó bỏ vô. Chuyện hủy hay không, không hủy tính sao? Con cứ xuống xe để bà, đúng không? Xuống dưới đây là con xuống. Không. Thì Mỹ sao con đưa xuống mà, Mỹ sao chú đồ này là của em thương không phải của Vin đâu. Không phải của con. Đồ của em thương á. Về dưới còn đồ không? Về dưới còn đồ. Mà đồ không? Không. Thiếu gì trai. Trời ơi, có bà nội. Thì biết đi về đi chứ không làm gì đâu. Anh. Đừng có làm nhảy được, không có làm nhảy được. Đừng có làm nhảy mà. Sao không đừng có bắt mình đi vậy được. Đi. 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 Đừng có bắt mình làm vậy. Cô ơi, đừng có làm vậy mà cô. Anh ơi, anh. Trời ơi, thì nói là mình đi xuống xe, cái làm gì công việc gia đình mà. Đi xuống xe mà chở xe. Nhưng mà anh không chịu đi, để anh tự đi đi chú. Xe gia đình chú làm vậy. Đừng có bắt mình vậy. Để thương con thả ra, không có đụng. Thả ra. Con thả ra. Để thương. Cô là mẹ nó. Con bé này. Thì biết rồi, gia đình. Gia đình cái hả? Đang bên hay quay quay. Con không mang thì tôi đụng tới cái mặt đúng không? Ẩm nói nha. Thì cái chuyện này là tôi không nói. Ẩm nói nha. Đi, tới bà dẫn về đi. Đi vậy, bà dẫn về đi. Đừng có bắt mình vậy. Đi. Quả? Trời ơi. Không. Nói rồi. Trời ơi. Thôi từ từ. Điên. Đừng có đụng mẹ. Trời ơi. Từ từ. Nó xuống. Thôi. Nó hư thai nó bây giờ. Từ từ. Đi ở đây à? Thôi đi, từ. Tôi bỏ đây. Đúng rồi, đâu đây nè. Thả đi. Tôi bắt khỏi đâu. Xuống dưới đi, từ. Cô đến đây vừa cô đi đâu
ngoài đi. Cô nói gì con, cái gì con nói với ông nội một tiếng à? À? Con gì con nói với ông nội một tiếng cái ạ? Thì cô cứ xuống dưới đi để nó bình tĩnh đó, cô cứ ép nó nó không đi rồi. Ba mẹ nói con về đi chết má chu. Mà nó giải sao nó được. Ép nó quá chứ mà thương tận nó chứ. Tận nó thương nó chứ tới nhà mà. Rồi mấy người đi cho nó anh Long đi, nó anh Long đi cho ấy rồi anh Biên không không có đi, anh Biên sẽ ở đây 30 ngày. Anh Long kêu là bây giờ anh Biên cũng ở đây á, anh Biên làm nhân chứng không an giữ lại 30 ngày không cho đi đâu hết. Rồi kêu anh Long đi, kêu anh Long đi, không có tiền điện thoại. Nhớ số không? Tắt đi. Không có chuyện cho về, về là viện con cháu. Nó không chuyện về mà giờ đâu đâu về. Còn nếu còn về nữa nè chú. Không chuyện về con cháu cho lớn cho Cương Thành rồi. Giờ đó đâu về đó. Chừng nào mà cháu ở quê có vợ con rồi. Bỏ ra như đây góc khác người ta bắt về phải rồi đúng không? Bây giờ nói vậy này, nếu thằng nó làm như vậy bắt đúng không? Đập phá chỗ là ăn không cho là ăn. Anh đập phá thì thử thử. Rồi. Giờ không, chị nó bình thường. Bên kia gây gấu là thầy thử. Dạ, đó. Còn về em về là việc của cháu cho lớn à. Giờ nó không về lôi đầu nó. Cái mặt này biết thêm 18 tuổi à. 20 cho 20 tuổi rồi. Năm 20, đủ 18 đúng không? Con 23. Ý nó dư rồi. Dư rồi, nhưng mặt biết rồi. Có cái thôn đồng nào luôn. Đó, này nó từ giờ ý cái thôn bà xé rồi. À, cái thôn chú đồng ý cho. Đó. Chắc rồi, chú giúp cháu với, tại chồng cháu chịu kia mà giờ đòi công khổ. Còn tờ giấy các con ở trong xẻ trong trường là có rồi. Con biết rồi, con biết cái đó của mẹ nó không rồi. Bước ra. Bữa ba mẹ ông nấu đó. Quay cái này cái thùng nước ra vô. Con đừng có làm gì. Con không làm gì đâu. Giờ đó cho con tiếng này là bên mấy giấy tụi vậy thì nó con nè. Con nghĩ là chẳng thể bên lá cách chỗ thì con nè. Em giữ con. Giờ con xuống ra ngày của con lên ngay 6 mét trên vô. Quay ngày 6 mét vô. Con hứa giờ ra. Cái con hứa chẳng hạn như là gì? Vâng, con hứa con về, con lên con làm vậy. Không biết, cũng không nói chuyện tổ hôn nữa. Tổ hôn bên nãy nó đã nói lại rồi. Thì bây giờ nó đồng ý là không đám cưới thì quen này, đám cưới là mẹ cha cho. Đó, mấy chú hoàng hoàng hơn, mấy chàng lý giờ mấy chú lấy một sợi đất con đi đem mẹ ra. Đánh đổi muốn cho bè cho mẹ ra. Mẹ không có gì. Hả? Mẹ không có gì. Sao? Mẹ không có gì. Sao con nói không đám cưới thì con làm gì hết trơn? Không đám cưới không có gì, mới là mẹ lên phải không? Cha mẹ không thích đâu. Em nghĩ coi như cái nào. Nghĩa là chuyện muốn nói gì thì nói gì. Không đám cưới. Bởi vì người ta mời đám cưới là con gái. Bởi vì người ta mời đám cưới là con gái. Bây giờ chúng ta không cưới rồi. Nếu cô không mời con gái mình đi. Ok, ok. Oh, man.
Có dừng đứt tay đó đi. Nói lại đây đi, đừng có bên đi. Đừng có đi bên này. Lên tâm sự mẹ khó nói hơn dễ hơn. Thôi. Đi luôn hả? Đi luôn. Lên phường ngồi chút. Thôi. Lên phường ngồi chút. Thôi. Thì chú về đó. Ý là lên phường ngồi chút. Không ai cấm cản, lên phường ngồi chút. Không sao đâu, đi chú về á. À, chú về không chưa? Giờ muốn đi nè. Để chú nói. Lên phường công an ngồi chút. Rồi gặp cha mẹ có gì không ai đụng chạm đâu. Lên con phường không sao. Để chú nói. Thôi được, chú Duy biết rồi, chú hiểu rồi, không muốn nói nữa. Cái này chuyện riêng tư. Đừng, đừng. Không, đừng. Nói cho chú nói. Bây giờ lên ngọn phường ngồi, do giúp chú không mời chuyện bên kia. Để nói chuyện làm sự. Lên cũng sợ. Thôi, lỡ đi luôn. Đừng nói cả. Không, chỗ này đi. Đừng nói cãi. Không được nha, cái chuyện đình. Cái chuyện đình ra. Cháu lên ngồi như chuyện, cha mẹ bình tĩnh. Mình suy nghĩ việc của mình. Có thuộc sở công an và ngồi. Mắt bên đây đó. Cha mẹ mình vô đây, không ra. Mình làm gì không được lắm. Mình tâm sự hết ý. Trọng được không? Hiểu chưa? Không được chứ, đi nhau. Nhưng mình lên cái ngầu, nghỉ ngầu xíu. Ở đây tùm lum mà, con phát. Không bất tử, không hay. Có chú mượn chỗ cho ngầu. Có mẹ ngầu luôn. Không cho Vinh đi. À, thôi, không, không gì đừng. Hiểu chưa, chú hiểu chưa? Được chưa? Rồi, chú chờ đi. Lên ngầu ai ép đi. Rồi, lên cho ngầu. Lên ngầu ép đi. Mình nghỉ ngầu xíu, nó khỏe từ đó. Rồi, nghe chú chở mình chấp đi thôi. Quả nhà đi. Vô ngầu đó. Rồi, rồi, nghe chưa? Đi vô đi. Rồi, chú có đồng bà không gì chú. Chú nó không có trái được đâu. Đó là tình cảm mẹ con. Chú chở nó đi mà chú. Rồi, cha mẹ mình quê vô cũng muốn tâm sự mình xíu. Đi, hiểu chưa? Rồi đi. Dạ bác cha. Đi cho nó sợ. Sợ.
nhà chú đi, đi bên mai con thử từ mà kia xa không lắm cũng ở đây lượm chỗ nhà chú đó có nghe lời người lớn chú đó không có biết đâu từ có đây mẹ có cha tâm sự một chút xíu từ có đây từ về quê không mình đây theo con ông đây còn ở đây ổng không làm gì được lên chỗ ở từ lưng ta người nữa người lớn ổng tin lời người lớn ổng không biết nhà bên ra sao đâu ổng không có biết nhà bên ra sao từ quê ra xa xôi mới chuyện với mình tâm sự mình xíu cũng được đi bên nơi cho nhà đi còn nhà thuê nhà mướn này chỗ đâu có chuyện được tâm người từ lưng ta chơi nè đi đừng có đi bên để em vượt cái đi đừng có đi đừng có đi con ngồi tỉnh con sẽ bị mù nhưng mà anh công an ổng có nghe lời người lớn thôi ổng không có biết cái nhà binh ra sao nghe nhà đi tên gì đó đi có đi bên thôi rồi đi đi lên con phường ngồi xuống không sai gì trên đội có cha có mẹ là ngồi con không sai gì cha mẹ mình lên con phường vắng hả? Có tôi ngồi đâu vắng hả? Nhà bên kỳ lắm chú ơi, chú không biết đâu. Nghe chưa? Đừng có sợ gì đâu. Rồi đi đi. Tôi không mệt đó. Có cha mẹ ngồi nữa. Nghe chưa? Không được. Thôi. Không. Chú không có chở đi được. Chú có chở đi được. Đi lại đi. Đi đi. Chú đi được rồi. Này cháu mẹ có gì sao mày? Đi đi. Chở được rồi. Bà cháu là gái nhà đi. Nghe chú. Đi bên đây. Không, việc nó đi bên phường đi. Chú không phải là chú mời cháu nó dự biết cái việc nhưng mà mời đi mời con nói chuyện nhau cho chuyện không đây đi chú đi để ngồi chứ để anh thương anh mình cũng được không hả giờ sao cái lớp đó là nhà cháu bắt cái gì lên công an lắm mày thôi chú ơi công an sao được ủa lên chú công an này mà đó tao ngồi nó ai ra cho bác tao ngồi con cừu nó ai cho mắt đi đi lên tới chuyện cho cha cái mẹ ai bắt mày đến nhà đi bắt về chú ơi hiểu chưa à chú không biết đó con mà sao con cứ sợ vậy con ngồi đúng rồi mà đi rồi con nói coi để mình ra từ nhỏ nó hổ mày cái nào nói không lao cho mẹ ha mày không làm được vậy nghe chú đi rồi lên cho mẹ tâm sự một xíu con vừa tiếp đây cái này bên đây 500 mét này chú cho đi chú chị vô chú con em chở đi sợ người đó mày tin cám từ qua đây mình làm gì vậy mày đừng chú nó đang qua tâm sự với mẹ chứ lên trển mua nước con đâu mà uống trước đừng có đi đừng có đi đừng có đi ở đây đi, ở đây đi, đừng ở đây nữa. Nó biết tiền cả rồi. Nó ngồi nhà bên tầng. Không biết rồi. Không biết rồi, biết rồi. Cha mẹ ngồi cái chuyện tâm sự chút. Được, được, cha mẹ về. Đừng có đi bên đây. Đừng đi. Gì cũng giải quyết tiền bạc được á. Dạ, được. Giờ không đi là không bị bắt. Anh không đi chú ơi, anh không đi thôi chú. Công an phường có đó. Thôi chú ơi, anh không đi. Công an bắt. Ngồi đổ cho bác anh. Mày nói gì tình cảm cho mẹ con nữa. Dạ con cũng nói cũng thưa cho mẹ hồi trước giờ rồi chứ không phải là con. Mày bắt nó ngồi đó bác. Mày từ bác. Thôi chú ơi. Đi suy nghĩ đi. Đang mẹ lên suy nghĩ đi. Chú ba nói gì mà đạo đức thôi. Nghe không? Luật pháp chung nó nữa chúng ta đạo đức thôi. Để cho suy nghĩ. Cha mẹ mình ngồi quay vô. Thì mình nó ngồi tâm sự cha mẹ nó ý đi. Rồi. Nói chuyện tối giờ rồi. Chú nói là đức hồi chú nói về cái chuyện này hôm nay chú có nói là buổi tối hôm nay cháu nói là buổi tối hôm nay thì đi theo chú này chở nè thôi ở lại đi bên không đi giờ sao anh không đi chú ơi đi theo chú này chở chú ra cho đi anh không đi chú ơi chú nè đừng đi bên đừng đi bên không đi đâu đừng đi ồ mẹ sống ở đâu mình từ nhỏ lớn đừng có tin ai đó chẳng lẽ mẹ mình làm cái gì mà nó tái lên tâm bà chú không biết thôi hiểu chưa thôi chú nói gì đi thôi đừng nghĩ đi nữa nhìn á không nghĩ đi cháu không bằng vô nó chú nói cái này thôi nên suy nghĩ lại giờ cháu ở đây nếu mà có gì mình nghĩ ra cháu chết ở đây mấy bà già chết mày đi con trẻ không chết gì cháu biết thôi bên ở đây bên làm gì đi phải không
Lên phòng đi, đóng cửa lại, khóa cửa lại. Lên phòng khóa cửa lại đi. Đi lên khóa cửa lại.